Vâng, em xin chào quý vị. Nếu như quý vị đang tìm kiếm một cái bộ dàn mà nghe chất mộc mạc, tức là quý vị muốn nghe thực chất nhất cái âm thanh của cái bản nhạc, thì đây là một bộ dàn có giá tiền rất hợp lý và nó tái tạo cái âm thanh một cách rất trung thực cho quý vị. Đây là bộ dàn Onkyo V7. Đấy. Bộ này thì hoàn toàn là nó tái tạo thành một cách trung thực nhất có thể nha, nên nó sẽ không có chỉnh bass tép gì cả. Đấy, mà chúng ta kể cả mình muốn chỉnh thì nó sẽ chỉ có một vài cái chế độ S bass để cho chúng ta có thể là nâng thêm một tí xíu thôi, còn đâu là hoàn toàn là nghe là mộc mạc bằng cái chất âm của cái con này luôn, bằng của cái bản nhạc luôn quý vị nhé. Vậy thì xin mời quý vị nghe thử chất âm của nó thông qua cái bản nhạc của Phương Phương Thảo có tên là Quê Nhà, và hiện tại em đang phát nhạc ở trên đường điện thoại nhé. Và cái này em bán chủ yếu là em bán về cho quý vị là nghe nhạc từ điện thoại từ đường quang ra, còn chút nữa em sẽ test thêm cho quý vị cả cái CD MD xem nó còn chạy hay không. Và hai chức năng này thì em cũng xin nói luôn là chúng test thêm nhé, không bảo hành hai cái chức năng CD MD nhé. Xin mời quý vị nghe một đoạn chất âm của nó trước khi mà chúng ta quay đến cái đoạn test đấy, và trong quá trình nghe nhạc thì em sẽ quay tổng thể cả bộ dàn để bị xem nhé. Áng đâu mùa đông thương mình lận đận, đêm buồn mẹ ru. À ơi hoa bay lên trời, cây chi ở lại. À ơi hoa cài lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay. À ơi em đi lấy chồng, anh vẫn một mình. À ơi tao dùng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em. Quê nhà tôi ơi, bao vì xanh tím, nón chiều che ngang, mắt chiều hoang vắng. Thì bộ Onkyo V7 này thì nó là hàng về khuôn mẫu của nó nhé, tức là côn loa cũng trùng nhau này, V7, loa V7 luôn. Đấy. Hàng bên ra bẩn nhé, và loa được sản xuất tại Malaysia. Đấy, có một vài quý vị khách đang bị hiểu nhầm ở đây. Tức là chúng ta nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng hàng đồng bộ nó phải theo kiểu như là loa với cục tất cả mọi thứ nó phải sản xuất cùng một địa điểm, cùng một nhà máy, cùng kiểu cùng một nơi ấy. Nhưng mà không phải như vậy quý vị nhá. Đấy. Đồng bộ ở đây quý vị là gì? Loa và cục máy cùng tên. Ví dụ như đây là loa cục máy V7 nhưng mà loa X7 thì nó lại không phải đồng bộ của nó. Đấy. Còn vấn đề tại sao mà cục máy thì ra bần, tại sao lại loa lại là Malaysia, đơn giản là bởi vì như này. Các cái này là Nhật, nó là nước phát triển thì nó chỉ sản xuất những các cái gì mà nó thuộc về điện tử, về những cái gì gọi là nó công nghệ cao thì nó mới sản xuất ở nước nó. Ví dụ như cái V7 này thì công nghệ cao đúng không, thì tất cả linh kiện điện tử nó sẽ sản xuất và nó lắp ráp ở nước nó. Còn những cái này thuộc về ngành công nghiệp, cái V7 này thuộc về ngành công nghiệp nhé. Cụ thể là các cái loa này, vỏ loa này đều là gỗ, từ bột gỗ, giấy, đúng không ạ? Thì cái việc sản xuất tại nước nó sẽ gây ô nhiễm môi trường và đương nhiên nó sẽ đẩy ra nước ngoài. Nên cái việc mà bây giờ loa ở Malaysia còn đâu là cục là dân ra bần là quá chuyện bình thường nhá. Để sau khi nó sản xuất xong nó lại chỉ mang nguyên cái này về để nó bán ở thị trường Việt Nam, ở thị trường Nhật Bản nó xong. Đấy, nó là như vậy nhá. Đây, còn đây quý vị nhìn loa quá đẹp rồi, đúng không ạ? Em quay rất là chi tiết cụ thể cho quý vị từng cái một ở đây.
Đấy. Bộ dàn này thì nghe cái chắc nhạc như này, các cái nhạc nhẹ như này và các cái nhạc vàng thì nó quá tuyệt vời luôn. Đấy, thì đây là chất âm của con Encore V7. Thế thì con này thì nó sẽ có cả cái CD, để em vừa nãy em có test ở đây. Thì hình CD của nó vẫn còn đang đọc. Đây. Đây. Đấy, quý vị thấy không ạ? Nhá. CD vẫn đọc. Em lấy cái bài này đi nhá. Đấy. Qua hẳn bài 3 đi. Quý vị chắc nghe cái đĩa này thì nghe cái bài 1 có nhiều rồi. Encore V7 này thì nó cho chất chung rất là sáng tiếng và cái giải bass nghe rất là mềm mại, chép rất là nhuyễn tơi. Vì ở trong bản thân cái loa V7 này nó có cái bộ phân tần ở trong nên là cái tiếng nó tách bạch rất nhiều so với các cái dòng loa mà nó chỉ có cái phân tần đơn giản là những cái tụ nó gắn vào tép nha. Anh biết chăng anh, em khổ vì ai, em khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại đông cho tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh rằng tình em yêu sao giống đời đó phù dung, sớm nỡ tôi tàn xót xa duyên mình chưa thắm đành dở dang. Ok nhá, thì đấy là cái CD này. Đấy. CD nói chung vẫn đọc nhá. MD này. À, MD thì đây, có cái đĩa MD của anh khách anh để quên đây. Cái đĩa Như Quỳnh, em sẽ thử cho các anh xem nó có chạy không nhá. Đĩa nó còn đốt này, chắc nó vẫn chạy thôi. Còn đọc quý vị ạ. Ok nha, mở đây còn đọc. Đấy. Cái này có vẻ như nó đang bị rắt cửa đĩa này. Đấy. Cái này mà khi em lấy đĩa ra mình hơi đẩy tay ra thì đấy, thì nó sẽ cho đĩa ra nhé. Vì cái cửa này nó phải đặt ở trong cơ. Nhưng chắc ở đây nó đang có một cái gì đó nó lại bị đẩy ra ngoài. Đừng nghĩ nó phải đặt vào trong, nó mới đẩy ra cái đĩa ra. Nói chung MD còn chạy nhá. Đấy, nhưng cái cửa đĩa thì lại vị thấy rồi đấy, nó hơi sai một tí nhá. Ok, về thì chúng ta thích chơi MD thì cho đĩa vào thôi. Khi nào cần thì đẩy cái tay lên một tí để cho nó cái cửa nó lật lên như này, phát là nó sẽ ra đĩa như em vừa nào nhá. Tiếp ở đây là em sẽ test tiếp đến cái đường quang cho quý vị nhá. Đấy, thì tại sao em phải bỏ cái đĩa MD ra trước khi mà em test đường quang? Để em có thể giới thiệu cho quý vị biết là cái con này nó giải mã quang không cần mồi. Đấy. Thuật ngữ này em nói khá nhiều nhưng mà có thể là sẽ có những anh chưa rõ tại sao ông ấy nói là để mà quang không cần mồi. Mồi không mồi khác gì nhau. Đấy, nó điểm khác nhau ở đây nó chính là cái đĩa MD này. Đấy.
cân môi có nghĩa là gì? Phải nhét đĩa MD vào đây, để sau đó bấm stop, sau đó ấn rec để cho nó ghi. Đấy, thì nó mới có đường quang xuất ra cái con giải mã. Và còn một loại nữa là không cần mồi, có nghĩa là không cần đĩa MD mà mình chỉ cần rec, mình chỉ cần ấn digital chuyển sang cổng quang phát là nó tự nó phát tiếng ra luôn, hoặc là ấn thêm chữ monitor nó sẽ tự phát tiếng luôn, hoặc ấn rec nó tự phát tiếng luôn mà nó không cần qua cái việc có MD hay không. Đấy, thì nó gọi là không cần mồi. Đấy, thì những cái này không cần mồi này nó sẽ tốt hơn những cái đĩa cần, những cái dòng mà cần mồi, bởi vì cần mồi thì nó sẽ cần một cái MD để nó chạy cùng. Đấy, MD mà nó chết thì nó chết theo luôn. Đấy, nên rất là nguy hiểm. Đấy, em sẽ test đây, em sẽ cắm vị cho em tí nhé. Đây, mình muốn nghe quang này thì mình sẽ cắm dây quang vào đây, vào cái cổng gọi là cổng digital in nhé. Đấy, cổng digital in. Và cái cổng digital in này ấy, thì sau khi mà kết nối xong thì mình sẽ cần phát nhạc từ đường quang ra để nó có tiếng nha. Đây, cổng digital in này nó sẽ là mình muốn chuyển sang cổng digital in này, mình sẽ ấn nút Osmode đây và chuyển nó sang đường digital nhé. Còn ví dụ như chúng ta muốn nghe nhạc từ điện thoại ra, chúng ta sẽ cắm vào đường này ở đây như em vừa làm ấy. Sau đó là chúng ta chuyển cổng ra đường digital. À, em xin lỗi, cắm cổng có đường này in nhé. Cái này nó đang bị xoắn dây quá. Đây rồi. Đấy, thì mình muốn nghe điện thoại thì mình sẽ chuyển sang đường này in chẳng hạn. Đấy, sau đó mình bật nhạc từ trên điện thoại lên sẽ có tiếng. Đây. Đấy chưa? À, đây. Còn muốn nghe đường quang thì đương nhiên là TV Smart nó phải có tín hiệu nhạc vào đó rồi. Đấy. À ơi, em đi lấy chồng. Đấy nha. Còn muốn chuyển đường quang này ấn nút lên Osmode đây và chuyển sang đường digital là được. Đấy, quý vị thấy không ạ? Khi đã có tín hiệu vào rồi thì nó sẽ có tiếng nhé. Còn ví dụ bây giờ em rút dây quang này, rút dây quang ra thì tín hiệu đã mất rồi thì đương nhiên không có tiếng đúng không ạ? Cắm vào sẽ có tiếng. Đấy. Đấy, nhá. Đấy. Đấy, như vậy là bộ Onkyo V7 này là nó các chức năng của nó vẫn còn đang chạy. Đấy, và đường quang đường điện thoại có thể kết nối được để nghe nhạc từ điện thoại, từ máy tính, từ TV Smart ra. Đấy, thì bộ Onkyo V7 này thì giá của nó em là đi 2.190.000 nha. Đấy, với bộ này thì đấy thôi, em để cái giá như vậy, còn đâu bình thường là quý vị biết rồi, những bộ này toàn là 2.290.000, 2.3 thôi. Đấy, thôi em để 2.190.000. Đấy, hàng đẹp xuất sắc luôn. Và các chức năng còn đang chạy ok nhá. Thì là em xin kết thúc video ở đây. Mọi thông tin chi tiết cũng như để đặt hàng hãy liên hệ 0966 594 581 hoặc là 0979591682 cho em nhé. Vâng.